Xin chào quý vị và các bạn. Khám phá lịch sử xin được gửi tới quý vị tập podcast mới nhất với chủ đề chế độ Sankin Kotai ở Nhật Bản thời Edo. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự hình thành, mục tiêu và cơ chế vận hành của chế độ đặc biệt này. Thời Edo, Mạc Phủ Tokugawa đã thực hiện một chính sách quan trọng có tên là Sankin Kotai. Nói một cách dễ hiểu, Sankin Kotai giống như việc các lãnh chúa địa phương phải luôn phiên nhau đến Kinh Đô để phục vụ tướng quân, Vậy chính sách này có ý nghĩa gì? Với tư cách là người nghiên cứu lịch sử, tôi thấy Sankin Kotai là một chiến lược chính trị tài tình của mạc phủ Tokugawa. Nó giúp tập trung quyền lực, kiểm soát các lãnh chúa, đồng thời khẳng định lòng trung thành của họ với tướng quân. Theo các tài liệu lịch sử, cứ mỗi năm, các lãnh chúa, hay còn gọi là Daimyo, phải đến Edo, kinh đô của mạc phủ, để diện kiến tướng quân. Họ phải xây dựng dinh thự riêng ở Edo và để vợ con lại đó như một hình thức con tin. Quý vị nghĩ sao về cách làm này? Cá nhân tôi thấy nó khá độc đáo. Chế độ con tin không phải là điều mới mẻ ở châu Á. Ngay cả những nhân vật quyền lực như Oda Nobunaga và Toyotomi Hideyoshi trước thời Tokugawa cũng đã áp dụng hình thức này. Bản thân Tokugawa Ieyasu, người sáng lập mặt phủ Tokugawa, cũng từng là con tin. Những kinh nghiệm này đã ảnh hưởng đến việc thiết lập chế độ sankin-kōtai. Sau trận Sekigahara năm 1600, Tokugawa Ieyasu đã củng cố liên minh với các lãnh chúa bằng cách chia cho họ đất đai. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của ông là làm sao để kiểm soát các lãnh chúa hùng mạnh này. Chính quyền Edo đã áp dụng cả biện pháp gian đe và ban thưởng, kết hợp với việc thiết lập Sankin Kotai để kiểm soát các lãnh chúa. Sau hơn 30 năm vận động và phát triển, Chế độ Sankin Kotai chính thức được thiết lập vào năm 1635. Các lãnh chúa ngoại giảng, tức những lãnh chúa chưa hoàn toàn thần phục mạc phủ, là đối tượng chính của chế độ này. Họ được chia thành hai nhóm, luôn phiên nhau đến Edo vào tháng 4 hàng năm. Ngoài các lãnh chúa ngoại dạng, các lãnh chúa thân phiên cũng phải tuân thủ chế độ Sankin Kotai. Tuy nhiên, một số lãnh chúa đặc biệt như Hanmito lại được miễn trừ. Về sau, Chế độ này cũng được mở rộng cho các lãnh chúa phổ đại, tức những lãnh chúa trung thành với mạc phủ. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cơ chế vận hành của Sankin Kotai. Các lãnh chúa phải di chuyển theo những tuyến đường quy định, gọi là Go Kaido. có 5 tuyến đường chính dẫn đến Edo. Trên các tuyến đường này có hệ thống chạm nghỉ, gọi là Shukuba, cung cấp dịch vụ cho các đoàn Sankin Kotai. Các đoàn Sankin Kotai thường rất đông đảo bao gồm lãnh chúa, gia đình, võ sĩ, gia nhân và người phục vụ. Khi đến Edo, họ sống trong dinh thự riêng của mình. Việc di chuyển và duy trì cuộc sống ở Edo tốn kém rất nhiều tiền của. Chính vì vậy, Sankin Kotai trở thành gánh nặng tài chính cho các lãnh chúa. Bên cạnh đó, việc di chuyển liên tục giữa lãnh địa và Edo cũng ảnh hưởng đến việc quản lý địa phương. Tuy nhiên, Sankin Kotai cũng có những mặt tích cực. Nó thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và kinh tế giữa các vùng miền các đặc sản địa phương được đưa đến Edo tạo nên sự đa dạng và phong phú cho kinh đô. Đến thế kỷ 18, chế độ Sankin Kotai bắt đầu bộc lộ những hạn chế. Nó trở thành gánh nặng không chỉ cho các lãnh chúa mà còn cho cả mạc phủ. Năm 1722, tướng quân Yoshimune đã nới lỏng chế độ này. Tuy trước áp lực từ phương Tây, chế độ Sankin Kotai lại một lần nữa được xem xét. Năm 1862, Mạc phủ đã cải cách chế độ này, giảm thời gian các lãnh chúa phải ở Edo, nhưng những thay đổi này đã quá muộn. Sankin Kotai dần tan rã và chính thức kết thúc. Vậy chúng ta có thể thấy rằng Sankin Kotai là một chính sách phức tạp, có cả mặt tích cực và tiêu cực. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của Mạc phủ Tokugawa trong hơn hai thế kỷ. Tuy nhiên, nó cũng góp phần làm suy yếu các lãnh chúa và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Mạc phủ quý vị có suy nghĩ gì về chế độ này xin hãy chia sẻ cùng khám phá lịch sử cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi